Ok anh em, mà bây giờ sau hai trận bán kết thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với trận tranh 3-4 giữa hai cầu thủ đã thua ở bán kết 1, bán kết 2. Đó là cầu thủ Tuân Mập Nghe Mi sẽ giao tranh với cầu thủ số hưởng Võ Đăng nha anh em. Ở trong trận đấu này sẽ là trận tranh 3-4 giữa hai cầu thủ này, và chúng ta vẫn với hình thức 3-3-2 nè, và chúng ta đã vào trong. Và bây giờ chúng ta cùng soi lại set đồ của hai cầu thủ này đợi trước khi bắt đầu vào trận đấu tranh 3-4 này nha. Của cùng mấy chủ S7 Đại Giang Sơn này và giải đấu và là mình chủ nha, trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Và bây giờ chúng ta cùng xem set đồ của Võ Đăng. Hiện tại Võ Đăng thì đang sử dụng mình một set Newton, có vẻ nói là mắt ọp, một nhẫn đập đinh cấp 5 Newton 60 nội công, một ngọc bội cực phẩm Newton, một bộ tay kháng họ chón sinh lực lực, một nhẫn kháng họ chón sinh lực lực, một đai lưng cũng vậy khá đẹp, một nón kim quang mắt ọp thì đã có cho mình 80 chậm và 100 chón, kèm với một đôi giày tóc 40 sinh lực cao và kháng lôi 29, một người kháng cả 7, một cây lôi sắc nội công 154. Và đây là set đồ của Nghe Mi. Trong trận đấu này sẽ là một trận đấu khó dành cho Nghe Mi. Tương Mập, Tương Mập đang sở hữu mình một nón mắt ọp 25-40, một áo phục hồi kháng lôi, một chuyện kháng tất cả lôi kháng lôi 5, một vũ khí 540 có cho mình 85 chậm kèm với ngọc vòi kim quang, có cho mình 185 chậm kèm với một nhẫn kỹ năng vốn có một cấp. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Nhẫn kháng băng, kháng lôi, kháng băng dẫn động và một đôi giày kháng lôi, một con người kháng cảnh 5. Và rồi thì chúng ta thấy rằng sau khoảng bắt đầu trận đấu thì số hưởng đã cố gắng kịp thời bứt được tòa vòng vô ngã. Và bây giờ đây những đòn đam tiếp theo đến từ vị trí của Tuân Mập làm cho số hưởng rất khó chịu mà không thể nào nhấc tay ra được bên ngoài. Và đây là trả đam bằng những đòn thiên địa vô cực. Chúng ta cùng đợi xem liệu Nghe Mi hay Võ Đăng ai sẽ win. Đỡ mà nói tình huống này thực sự rất khó dành cho Nghe Mi. Một pha kỳ hở đi vào lòng người, không thể nào mà chịu nổi với những đòn đam thiên địa vô cực của số hưởng. Chúng ta xin chúc mừng số hưởng đã có cho mình một round đấu đầu tiên 1-0. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi đến tiếp tục round đấu thứ hai. Ok nên mà bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với round đấu thứ hai giữa cầu thủ Tuân Mập Nghe Mi sẽ tranh với số hưởng Võ Đăng Quyên. Thực sự là một trận đấu tranh 3-4 rất khó dành cho Tuân Mập. Tỷ lệ đã nghiêng về 1-0 dành cho số hưởng trong round đấu đầu tiên, thực sự quá nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến round đấu thứ hai. Nếu như trong trận đấu này số hưởng Quyên thì số hưởng sẽ lên cho mình đó là hạng 3 năm, còn Tuân Mập sẽ dành cho mình hạng 4 nhiều người. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 40 giây. Anh em đang xem đừng quên để lại cho tất cả cầu thủ chúng ta một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và cũng như là tí nữa xong trận 3-4 này thì Khải sẽ tiếp tục trở lại với trận tranh chung kết nhất nhì giữa cầu thủ 72kg với lại một hạt Nam Độc nha anh em. Đó là Nam Độc gì đây, để Khải quên mất vừa rồi, quên mất cái tên rồi. Nam Độc gái cùng Trinh, đúng rồi. Ok anh em, chúng ta còn 20 giây. Hello Thanh Tùng Võ nha anh ơi, hello anh nha. Đúng rồi, không có cửa kỳ hồ quá nè mà không có cửa luôn đây mà. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngay bây giờ. Số hưởng đã kịp thời cắt tọa vòng vô ngã rồi. Rồi một pha lật kèo chắc là được hay không? Không không thể nào được đâu nè em ơi, rất khó nè em ơi. Anh em cứ bảo Nghe Mi win nha, khó lắm nè em ơi. Trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu và hiện tại Võ Đăng vẫn chưa có luồng đam nào. Và pha vừa rồi đã có những luồng đam tiên điểm cực. Và Tuân Mập đã vừa rồi kinh công ra ngồi nhưng mà đã chết trên không luôn em ơi. Rất đáng tiếc, một vài kinh công lên trời chết luôn tại chỗ luôn, chết như chim luôn em à. À ok, và chúng ta xin chúc mừng cao thủ số hưởng đã lên ngôi hạng 3 của giải đấu Võ Lâm Minh Chủ của cụm mấy chủ S7 Đại Giang Sơn, trang chủ game Công Thành Chiến Sư .net. Và chúng ta xin chúc mừng số hưởng Võ Đăng Quyền đã dành cho mình hạng 3 nha em. Và Tuân Mập sẽ ở đại dành cho mình hạng 4 nha em ơi. Ok, và trận đấu chúng ta vòng tranh 3-4 này đã kết thúc. Và giờ chúng ta sẽ tiếp tục với trận tranh chung kết nhất nhì giữa 72kg với lại gái cùng Trinh nha.